Ủa sao vậy em? Sao nằm ở đây vậy? Hồi nãy em bị mấy thằng dàn cảnh á, nó cướp xe em xong rồi nó cướp hết túi xách của em rồi. Bây giờ em đau quá. Bây giờ em thấy thì sao rồi? Cái chân của em bây giờ nó không có cảm giác gì đó. Chân nó gãi luôn. Thôi, không xong rồi. Không mấy bây giờ em lên xe anh đi. Anh chở em đến bệnh viện gần đây nha. Dạ. Thôi. Anh giúp em với anh. Rồi từ từ nha. Đứng lên, ráng nha. Nè, nhìn cho anh nè. Rồi đi. Từ từ. Từ lên nha. Bước chân lên trước nè. Rồi. Đây. Rồi. Ngồi yên nha, ráng nha. Anh chạy nhanh lắm. Ráng nha, đợi anh chút xíu nha.